Chào các bác, lô hàng hôm nay thì về được những cái món sản phẩm phải nói rằng rất là ngon. Em sẽ lên sóng và báo giá chi tiết cho các bác ở trong cái video clip của ngày hôm nay. Đấy, có những cái dòng sản phẩm rất là độc đáo. Ví dụ như là cái cặp Yamaha NS1000 phiên bản monitor, phiên bản limited vỏ đỏ sơn mài này. Những cái cặp loa nổi tiếng như là HPM100 hay là cái đời trùng cuối 4312B. MK2 con cho monitor. Đấy, cặp Onkyo Scepter 10 thì về từ hôm trước. Đấy, cặp hàng khủng JBL, và đặc biệt thì ở đây có hai cặp Pioneer S170 và S170 phiên bản MK2 rất là độc đáo. Em sẽ lên sóng và báo giá chi tiết cho ngày hôm nay. Đấy, các bác nhớ chúng ta theo dõi hết video clip để chúng ta cập nhật được những cái sản phẩm thực sự là hữu ích trong video ngày hôm nay. Bên này thì có những cái cặp Deaton 25 rất là ổn trong cái tầm tiền. Cặp Pioneer CS 901A. Các bác có nhu cầu thì alo cho em. Mọi nhu cầu mua sắm các bác alo cho em theo số máy là 098 358 6968 thưa các bác. Bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đấy, giao hàng đi toàn quốc. Các bác đang xem kênh thì cho em xin một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Các bác nào chưa đăng ký kênh thì mời các bác đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật được những cái sản phẩm mới nhất mỗi ngày, không bỏ qua bất cứ những cái video báo giá cũng như là cái test sản phẩm bên em. Đầu tiên thì quay cho các bác cái cặp Pioneer HPM100. HPM100 thì là một cái dòng loa đã quá nổi tiếng của Pioneer. Và quá nổi tiếng của Pioneer rồi. Dòng HPM100 thì là một cái dòng loa tham chiếu của hãng. Hãng sản xuất ra cái cặp loa này thì có hợp tác với những cái kỹ sư nước ngoài, đặc biệt là những kỹ sư người Mỹ để tạo ra cái dòng HPM100 này. Đây là một cái dòng loa cao cấp, được cạnh tranh với những cái dòng loa JBL cao cấp các bác nhé. Về tổng thể thì các bác có thể thấy là cùng đường kính bát 30, nhưng mà HPM100 thiết kế thùng vỏ vân gỗ và có kích thước dường như là rất là lớn và đồ sộ hơn so với cái dòng JBL. Cặp này thì cái phần thùng rất sâu, thùng sâu phải tới 40 cm. Một cặp loa thùng sâu tới 40 cm cho cái giải trầm rất mạnh, rất mạnh lực và có chiều sâu. Cặp loa này thì sử dụng 4 loa tương ứng với 4 đường tiếng. Chúng ta sẽ có một cái loa bát với cái đường kính là 30. Bát này còn rất đẹp và căng mọng luôn. Bát màng giấy dập sóng giống như là trên JBL cao cấp. Một loa trung giấy, một loa chép giấy và một siêu chép. Có hai vi tinh chỉnh ở đây. Đấy, model HPM100. Đấy, tương tự bên này cũng thế ạ. Cặp này thì tuyến loa rất là đẹp. Thùng vách góc cạnh đến cái tuyến loa xuất sắc luôn. Này các bác thấy màng bát căng mọng luôn. Gông kiềng còn sáng. Gông kiềng còn sáng. Đấy. Bên cạnh thì em có cho các bác cái cặp 4312. 4312B MK2. Em này thì là cái phiên bản trùm cuối của dòng 4312 rồi. Dòng này thì có rất là nhiều đời, từ 4312 trơn, 4312A, 4312B, 4312 MK2, xong rồi 4312B MK2. Đây là trùng cuối của dòng 4312, đời rất là cao, sản xuất vào khoảng những năm 96 đến những năm 99. Cặp này thì về tình trạng ấy, hàng demo gần như là chưa sử dụng. Đấy, em nó còn đẹp xuất sắc luôn. Đấy, toàn bộ ốc là chưa tháo khỏi khối thùng. Các bác xem những cái con ốc này rất đẹp, sáng choang, gồng kiềng đây. Tuổi đời cũng khoảng trên 25 rồi. Đấy, các bác xem màng bát này, trắng tinh. Đấy, logo model của JBL, hai vi tinh chỉnh. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Đây các bác xem cái phần vỏ này. Phần vỏ được sơn sần. Đấy, phần vỏ được sơn sần này. Rất đẹp. Rất đẹp luôn. Riêng cái đời 4312B ấy, thì đúng của nó MK2 thì nó phải sử dụng cái vỏ sơn sần chống xước này. Bên hông là có logo JBL. Công như là nhiều đôi xấu về thì các bác lên lại vỏ gỗ thì nó không đúng. Đấy, cặp này thì rất là hay. Về cái độ mới của nó thì em khẳng định đẹp nhất Hà Nội tại thời điểm hiện tại.
sẽ không thể có cái cặp 4312 nào có cái độ mới hơn cái cặp này. Và cái màng bát của nó nguyên thủy, mộc mạc theo thời gian, rất đẹp. Đây, quay sang bên này cho các bác xem. Đấy, cái tuyến loa rất đẹp luôn, như mới luôn các bác nhé. Đây ạ. Đấy, có hai lỗ thông hơi ở phía trước. E căng của cặp HPM đây, nó có tem logo lưới vải màu đen. Và đây e căng của cặp CBL cũng sử dụng cái lưới vải màu đen. Đây, bên trong khung xương còn rất mới. Hai cặp loa này thì em sẽ báo giá luôn cho các bác. Đối với cặp HPM là 21,5 triệu và cặp CBL là 25,8 triệu đồng. Đấy, các bác quan tâm cặp nào thì alo cho em. Cặp tiếp theo đó là cái cặp loa kiểm âm của hãng Yamaha. Đây là một cái dòng loa nổi tiếng, một cái dòng loa kiểm âm nổi tiếng. Có thể nói rằng nhắc đến loa kiểm âm thì các bác phải nhớ tới cái model NS1000 này. Dòng sản phẩm này thì là cái dòng loa kiểm âm, dòng loa phòng thu nổi tiếng, sản xuất và tái bản rất là nhiều. Và hãng bán ra cái cặp này xuyên suốt từ những năm 1974 cho đến những năm 1996, những năm 1997. Với cái sự thành công, sự nổi tiếng của cái cặp loa này. Và Yamaha NS1000, thưa các bác, phải nói rằng thiết kế rất là đẹp, hài hòa và cân đối. Cặp loa này thì phiên bản limited, phiên bản đặc biệt với cái phần vỏ gỗ màu đỏ được sơn bóng piano. Đấy, phần vỏ gỗ màu đỏ được sơn bóng piano. Tình trạng đẹp xuất sắc và zin nguyên bản 100%. Gông kiềng rồi tất cả các thứ, góc cạnh rất đẹp. Dòng này công suất là 100W cho một thùng. Đấy, trở kháng 8 ohm và độ nhạy 90 dB. Đấy, các bác có thể dễ dàng phối ghép với những cái dòng âm ly khác nhau. Cặp này thì em về được hai cặp. Nó có thiết kế hai vế đối xứng trái phải, nhưng ở đây em xếp nhầm này. Đây ạ. Đấy. Em xếp nhầm. Một cặp là nó hai vế trái phải nó sẽ đối xứng với nhau. Ở đây thì em xếp nhầm, nó là cùng một vế. Cặp này thì các bác nào mà cần ảnh thì em sẽ gửi ảnh chi tiết cho các bác. Cái dòng 1000M này thì chất âm của nó thực sự là rất hay. Đây, các bác xem cái vỏ gỗ đỏ này. Vỏ gỗ đỏ. Các bác chơi những cái dòng này thì nó sẽ không bị đụng ha. Đấy, tiếng rất hay. Dòng này các bác chơi đa năng nhé. Đa năng các thể loại nhạc luôn. Và cũng có thể là kết hợp hát hò gia đình vừa phải trên cái cặp NS1000 này. Cấu hình 3 loa. Chúng ta sẽ có một loa bass 30. Một loa trung dom với đường kính rất lớn và một cái loa chép dom như này. Đấy, hai vi tinh chỉnh ở phía trước. Và thiết kế tổng thể thì họ không thiết kế e căng ở bên ngoài, bởi vì tất cả các loa đều có lưới bảo vệ. Đấy, chính vì có cái lưới bảo vệ này cho nên cái tuyến loa rất là đẹp, không bao giờ cái tuyến loa bị xấu cả. Đấy, bên trong này có những cái khung xương để chúng ta bảo vệ cái lón loa bên trong. Hãng làm rất tỉ mỉ và cầu kỳ. Cặp này cũng khá là nặng, với cái cân nặng lên tới 31kg trong một thùng. Rất là nặng luôn. Đấy, đẹp xuất sắc các bác nhá. Hôm nay thì bên em về được hai cặp, duy nhất hai cặp thôi. 17,900 đồng cho cặp NS1000M. Các bác xem, xuất sắc luôn. Tiếp theo thì em sẽ quay cho các bác hai cặp Pioneer. Cặp S170 và S170 phiên bản 25 mã. Thì đây là những cái dòng loa tầm trung của Pioneer được rất là nhiều anh em yêu mến. Các bác nhìn cái dòng này thì các bác có thể liên tưởng tới cái dòng S180. S170 nó thiết kế nó đúng như là S180 luôn, phiên bản nó thu nhỏ lại. Em này thì một bass 25, một trung và một là loa chép điện. Đấy. Cái loa bass thì sử dụng cái sườn đúc và cái màng carbon. Đây các bác xem, S170 cái tuyến loa rất là đẹp nhá. Cái màng này căng mọng luôn và đặc biệt là cái phần kiềng này, cái nhôm đúc này còn rất sáng, còn rất là sáng màu. Đấy, đây là cái phần loa mid rất đẹp. Loa mid này siêu đẹp luôn. Và chép ở đây thì hãng sử dụng loa chép điện. Đấy, loa chép ribbon rất là gấu, hai vi tinh chỉnh của cái giải mid và giải chép. Lỗ thông hơi ở phía trước và dĩ nhiên là mỗi cặp thì sẽ là
Đây, mỗi cặp thì sẽ là hai chiếc. Ở đây thì đây hàng về còn nguyên bụi này. Các bác xem, đấy, hàng về còn nguyên bụi này. Đấy, chưa có thổi bụi. Tuy nhiên hình thức thì rất là đẹp. S170. Đấy, củ rất gấu. Dòng này thì sử dụng hai cái phân tần các bác nhé. Hai phân tần cho cái giải mít và giải chép là riêng biệt. Đây, các bác xem. Hình thức thì rất là đẹp. Xuất sắc luôn. Cặp tiếp theo thì nó là cặp S170 25 mã. 170 25 mã thì đây là cái phiên bản nâng cấp của 170 trơn. Các bác thấy là cái hình thức của nó rất là đẹp. À, hình thức rất là đẹp và đặc biệt là cái phần loa bát. Phần loa bát đây, các bác thấy kết cấu y chang như các đời 180. Tuy nhiên thì cặp này thì sử dụng 4 dây cho hai 4 cái dâu cho hai cái đường quận dây riêng biệt giúp tăng cường cái âm bát. Đấy, các bác thấy không? Bình thường ấy một cái loa nó chỉ có hai cái dây dẫn đi vào thôi, nhưng cặp này có tới 4 dây thì tức là cái quận dây của nó thì nó sẽ là hai cái lớp riêng biệt nhau. Đấy, các bác xem. Rất là khủng. Và em sẽ mời các bác xem cái phần hệ thống phân tần. À, sẽ là hai cái hệ thống phân tần. Đây là một phân tần này. Và phía sâu bên trong kia là một hệ thống phân tần nữa. Bên trong thì bông thủy tinh được bố trí dày đặc. Tiếng loa rất là đẹp. Đây, các bác xem nhé. Đấy, gông kiểng sáng. Và cặp này thì quá đẹp luôn. Đấy, rất là hiếm có những cái cặp S170 về được đẹp và sáng như thế này. Đây, các bác xem. Tiếng loa thì xuất sắc luôn. Tiếng loa xuất sắc luôn. Đấy. À, đối với hai cặp S170 này thì một cái cặp trơn ấy là 11 triệu rưỡi và S170 25 mã thì là 12 triệu rưỡi cho một cặp các bác nhé. Đấy, các bác quan tâm cặp nào thì alo cho em. Một 11 triệu rưỡi cho cặp S170 trơn và 12 triệu rưỡi cho cặp 170 25 mã. Đấy, tiếp theo thì một cái cặp loa cũng không thể không nhắc đến từ cái thương hiệu Onkyo. Đấy, một cặp loa chơi đa năng nhưng mà cái giá rất hợp lý cho các bác. Đấy, cặp này là cặp D77. D77 thì nổi tiếng là chơi đa năng rồi. À, các bác có thể là kết hợp cả hát karaoke trên cặp D77 rất tuyệt vời. Với cái công suất là 200W cho một thùng. Bát 31, một bát 31, một mít và một cái loa chép đo. Đấy, thùng vách góc cạnh cũng là cái tuyến loa rất là đẹp và cái phần lưới căng thì em vừa tháo ra rồi. Đấy, xuất sắc luôn. Cặp này thì 12 rưỡi nhưng mà để cho bác 12 triệu cho cặp này thôi. Rất hợp lý cho các bác chơi. Đấy. Đấy, D77. Một cái model quá nổi tiếng rồi. Cặp này thì các bác chỉ cần kết hợp với những cái dòng âm ly khoảng 6-7 triệu đồng nữa. Đấy, thành một cái bộ vừa nghe vừa hát rất tuyệt vời. 12 triệu cho cặp D77 các bác nhé. Cặp loa tiếp theo đó là cặp loa đến từ Anh Quốc, dòng Ditton 25. Mà mấy hôm trước thì về Ditton 66 thì rất là nhiều các bác hỏi 25. Thì hôm nay lại có 25 phục vụ cho các bác đây. Đây, các bác xem loa Anh Quốc thì cái vân gỗ này. Đấy, vân gỗ so với loa Nhật nó rất đặc biệt luôn. Một cặp loa được thiết kế chỉnh chu, trau chuốt. Đấy. Phần phía hậu này còn rất đẹp. Rất đẹp luôn. Cái tơn 25 thì cái âm sắc của nó thì tiếng nó mềm sâu, phù hợp nhạc trữ tình, nhạc chi tiết, những cái dòng nhạc chậm rãi cho ra cái chất âm rất tuyệt vời. Đối với cặp 25 này thì chúng ta sẽ có hai bát 30. Đấy, và một cái hai loa chung xoáy và một cái loa chép đo. Hai bát 30 thì một bát phía dưới là bát cộng hưởng sử dụng công nghệ màng trống. Bát thật của em nó đây sử dụng lòng sâu rốn nhỏ, các bác thấy cái lòng bát rất sâu cho cái âm trầm và thực sự là sâu lắng và mềm mại. Đây là hai loa chung nhá, đây là chung chứ không phải là chép. Hai loa chung xoáy và một cái loa chép đo.
tuyến loa rất đẹp và zin nguyên bản 100%, hình thức xuất sắc luôn, xuất sắc luôn các bác nhé. Đây là e-căng của cặp Dieter 25, sử dụng e-căng cổ với cái lưới vải bố, khung xương còn khá là chắc chắn. Đấy, cặp Dieter 25 này thì về lần này về giá rất tốt là 20.900.000 cho các bác. Cặp tiếp theo đó là cái cặp CS Pioneer 901A. 901A này thì là cái dòng loa mắt võng rất là đặc biệt, sử dụng bát 40 đồng trục. Đấy, là một cái dòng loa có thể nói rằng loa mắt võng nhưng mà chơi tốt nhiều thể loại nhạc, nó không bị bó buộc như là 99A, các bác chỉ chơi được nhạc vàng, nhạc Euro. Còn cái dòng này thì chơi được đa năng các thể loại nhạc. Em nó thì có một cái bát đồng trục 40, có cái kèn đồng trục 6 lỗ, một cái loa mid kèn và hai cái loa siêu chép các bác nhé. Rất đẹp luôn, gần vải lụa zin, loa zin toàn bộ từ thùng vách, góc cạnh cho tới e căng. Đây, các bác xem. Đấy, loa mid kèn đây. Bát của em nó là bát 40 đồng trục. Đấy, gần vải mềm. Hai cái loa siêu chép. Đây, tuyến loa rất là đẹp luôn. Đấy, các bác chơi cặp này nhá, các bác có thể là vừa chơi nhạc bolero, nhạc vàng, nhạc băng cối, tuy nhiên các bác nghe đa năng các thể loại nhạc, nhạc Tây, nhạc ta em nó đều đáp ứng được. Thùng vách góc cạnh thì đẹp tuyệt vời rồi. Đây ạ, đẹp tuyệt vời rồi. Không tì vết rồi. Đây, các bác xem những cái phần hậu này còn rất mới. Đấy, còn rất mới luôn, keng xà beng luôn. Đấy, đẹp không tì vết. Cặp này 28 triệu. 28 triệu. Cặp tiếp theo đó là cặp Pioneer V50F. Đây là một cặp loa thuộc phân khúc to cao và sang trọng của Pioneer với công suất lên tới 400W trong một thùng. Đấy, cặp này thì sở trường này các bác nghe, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. 400W trong một thùng. Các bác có thể dùng âm ly hoặc dùng cục đẩy. Em nó đều đáp ứng được. Những cái dòng V của Pioneer thì thường là vừa chơi nhạc vừa hát. V31, V12, V51. Đấy, chơi đa năng, vừa nghe vừa hát. Thì các bác xem cái vỏ ốp gỗ piano ở phần trên và phần dưới, logo Pioneer to bản, lưới vải màu đen rất đẹp. Cặp này thì giao lưu cho các bác 15.800.000, hôm nay em giảm cho các bác này còn 15 triệu tròn cho cặp V50F. Sang bên này âm ly Sansui 607XR phiên bản limited. Dòng này phiên bản limited thì sẽ có cái hồi gỗ như này, còn bình thường thì không có hồi gỗ. Đấy, con này 10.500.000, các bác ghép cho em vào hai đôi Pioneer, ghép cho em vào đôi Onkyo hết thuốc luôn. Đấy, ở đây thì còn một đôi này quên chưa giới thiệu cho các bác, đây là đôi Advent bát khung chanh tép đỏ, dòng loa tép chéo. Hôm trước thì có bán một cặp rồi, hôm nay tiếp tục về được một cặp rất đẹp cho các bác. Đây là một cặp loa huyền thoại nhạc vàng, dòng loa Mỹ cổ, sản xuất ở những năm của thập niên 70 với cái tiếng rất là sâu. Đây các bác xem, bát của nó bát 25 dâu quặp phiên bản bát khuôn chanh tép chéo. Đây, ở đây hãng có ghi sản xuất đây, năm 1976. Đấy, cái dòng loa này thì rất là quý ở cái con chép đỏ này. Đấy, cái tiếng chép của nó rất là mạnh, tiếng sáng và tơi. Đấy, tơi nhuyễn và bát thì sâu. Các bác nào mà chơi loa Mỹ cổ và thích cái tiếng sâu mềm. Đấy, đây là một trong những cái dòng loa mà cạnh tranh trực tiếp với dòng loa AR của Mỹ các bác nhé. Tuy nhiên dòng Advent thì cái giá của nó mềm hơn khá là nhiều. Đây các bác, hôm nay thì về được duy nhất một cặp, và cặp này thì em sẽ để cho các bác cái mức giá rất là tốt, 10.900.000, 10.900.000 cho cặp Advent khuôn chanh tép đỏ. Đảm bảo với các bác là không có cái đối thủ trong cái tầm giá, trong cái tầm tiền này thì các bác cũng không có thể mua được cái cặp nào mà chơi nhạc vàng hay hơn cặp loa này. À, rất là đẹp, e căng xuất sắc luôn, tem mác logo còn đầy đủ, cũng như là cái tuyến loa phía đằng sau thì các bác thấy không, còn nguyên những cái giấy tờ khai sinh như này. Đấy, 10.900.000 cho cặp này thì các bác không thể chơi được cái cặp loa gì hơn được. Đấy, 10.900.000. Cặp phía sau này là cặp JBL S3100 khủng long bát 40 các bác nhé. 3100 này là 48.500.000. Còn đây là cặp Onco Scepter 10. Scepter 10 này thì là 37.500.000. Đây, có thêm một cái âm ly Sansui 607KX. 607KX này 10.500.000 các bác nhé. Rất là đẹp và có hồi gỗ.
đàn ông 780D, các bác có thể ghép với cái dòng Yamaha này, hoặc là các bác làm ghép với dòng D77 kia, đàn ông 780. Con này thì là 11 triệu. Ở đây có hai em Amly Sansuico, một em QLX9001 và một em QLX4500. Hai em Amly rất hay. Em này thì 32 triệu, thuộc dòng hết số QLX580W, cái size ngang là 60 và đánh được đa cầu điện. Đồng hồ vuông có tới 4 đồng hồ vuông, rất đẹp, 32 triệu. QLX4500 thì là dòng ngon bổ rẻ hơn. 4500 này thì 15,5 triệu các bác nhá, đều rất là đẹp. Đây toàn bộ những cái sản phẩm trong clip ngày hôm nay. Các bác quan tâm cặp loa nào thì alo cho em. Cảm ơn các bác.